Hello anh em. Do nhiều anh em scholar cày thuê Axie á, khi mà được trả lương bằng SLP thì vẫn chưa biết cách nào mà bán cái SLP về Việt Nam đồng mà thao tác ở trên điện thoại á. Nhiều anh em thì không có máy tính á. Và các anh em thì hay inbox hỏi mình là làm như thế nào, thì nhân tiện này mình quay luôn cái video hướng dẫn anh em cách bán SLP về Việt Nam đồng thao tác trên điện thoại luôn. Thì đầu tiên bắt buộc là anh em phải có một cái tài khoản Binance ha. Thì nếu như anh em này chưa có tài khoản Binance thì phải đăng ký theo cái đường link là livevietnam.com/bn. Thì trong video này sẽ có 3 phần. Đầu tiên là cách lấy ví Ronin ở trên sàn Binance để anh em gửi cho chủ trại ha, họ gửi SLP về đó cho chính xác. Thứ hai là anh em thêm tài khoản ngân hàng vào trong tài khoản Binance. Và bước thứ ba là bán SLP ra Việt Nam đồng. Thì cái bước thứ ba này có hai cách, là anh em có thể bán SLP ra USDT trước, sau đó thì bán USD về Việt Nam đồng. Hoặc cái thứ hai là anh em bán trực tiếp SLP ra Việt Nam đồng luôn. Rồi, đầu tiên vô bước đầu tiên là lấy ví Ronin trên sàn Binance chính xác nè. Anh em vào Binance ha. Rồi, bấm vào phần ví ở đây nè. Rồi, bấm vào phần nạp ở đây ha. Và ở trên này anh em chọn SLP nè. Rồi, chọn cái dưới này ha. Tiếp theo đó anh em chọn tới mẹ là Ronin ha. Thì anh em copy cái chỗ này và gửi cho cái chủ trại gửi SLP cho anh em. Nhưng anh em lưu ý ha. Anh em thay cái chữ không x nè bằng chữ Ronin 2 chấm ha. Để mình gõ cho. Thay không x bằng Ronin 2 chấm. Đấy. Viết thường như vậy không viết hoa gì ha. Anh em bỏ chỗ không x này và thay bằng Ronin 2 chấm được, là cái địa chỉ Ronin chính xác của anh em ở trên sàn Binance. Đến bước thứ hai là anh em thêm tài khoản ngân hàng để mà khi anh em bán SLP hoặc là bán đô thì người ta gửi cái tiền Việt Nam đồng vào tài khoản ngân hàng đó. Rồi anh em chọn vào phần giao dịch ở đây ha. Chọn vào P2P ở trên này nè. Bấm vào dấu ba chấm ở đây. Rồi, bấm vào phương thức thanh toán. Rồi, và anh em bấm vào thêm phương thức thanh toán mới ha. Thì lúc này anh em thêm tài khoản ngân hàng của mình vào, như trên đây là mình thêm tài khoản ở Vietcombank mình. Anh em có thể thêm tài khoản ngân hàng của anh em vào là xong. Bước thứ ba thì anh em bán SLP ra đô, mình hướng dẫn cách đó trước ha. Và sau khi mà chủ trại họ gửi SLP cho anh em vào tài khoản rồi thì anh em bấm vào phần thị trường nè, bấm ở trên này, anh em gọi SLP và chọn tới là SLP USDT ở trên này ha. Rồi, anh em kéo xuống bấm vào nút bán nè. Thì đây, đây anh em sẽ thấy được cái giá SLP là 0.0173. Có hai cách để bán ha. Anh em có thể bán lệnh limit là anh em có thể set giá nó, ví dụ như anh em không muốn bán cái giá là 0.0172 mà anh em muốn bán 0.8 thì anh em bấm vào chỗ giá này nè, xóa cái phần 17 đi và anh em chọn 0.18 rồi đó. Chọn số lượng thì thường thì anh em chọn số lượng 100% ha, đó. Chọn hết. Tùy anh em muốn bán bao nhiêu anh em bán. Sau đó thì bấm vào nút bán SLP ở đây. Thì khi mà giá SLP nó lên 0.018 á thì nó mới khớp với lệnh của anh em và nó mới được bán ha. Cái cách bán thứ hai là anh em bấm vào chữ limit này nè, anh em chọn là market ha. Thì market á nó sẽ bán theo giá thị trường luôn, thị trường đang có giá bao nhiêu sẽ bán ra vậy luôn, anh em chỉ cần chọn số lượng thôi và bấm bán thì tự động nó bán ngay lập tức ra thị trường luôn. Đó là cách đầu tiên anh em bán SLP ra đô. Sau đó thì anh em lại quay lại phần giao dịch lại nè, chọn lên P2P nè. À, trước đó sau khi anh em bán xong cái SLP này rồi ha và anh em có USDT á thì anh em lại bấm vào ví lại và anh em bấm vào phần chuyển nè. Thì anh em chọn ở trên là ví giao ngay và đến thì anh em chọn là ví funding ha, thì anh em mới bán trên P2P được. Sau đó thì anh em chọn là USDT và chuyển cái số lượng mà USDT anh em vừa mới bán SLP ra vào ví funding. Đây, bấm tối đa này. Anh em bấm trạng thái là tự động chuyển vào ví funding thì mới bán được ở trên giao dịch ở trên P2P ha. Bấm lại vào phần giao dịch lại nè. Chọn P2P nè. Rồi, và bấm vào phần bán. Cái này là cái hướng dẫn thì anh em có thể bỏ qua ha. Rồi, ở đây anh em cần bấm vào phần bộ lọc ở ở chỗ này nè. À đây, bộ lọc đây ha. Anh em chọn là phương thức là chuyển khoản ngân hàng nè. Tiếp theo thì anh em chọn vùng Việt Nam nè. Và thứ ba là anh em chỉ hiển thị quảng cáo từ thương nhân, thì thương nhân là những người mà họ bán uy tín hơn ha. Rồi, xác nhận. Thì anh em ở đây sẽ thấy được là tên của họ này, tổng số lệnh của họ này và tỷ lệ phần trăm này. Thì mình vẫn khuyên anh em là chọn những người mà có tỷ lệ phần trăm cao như là 99,98% ở đây ha. Đó. Rồi, anh em bấm vào bán thôi. Thì anh em cũng lưu ý ở đây nè. Ở đây họ giới hạn là bán với tối thiểu là 20 triệu và tối đa là 167 triệu. Ví dụ như cái số lượng đô của anh em không đủ 20 triệu á, thì anh em sẽ không mua bán với người này được ha. Thì anh em có thể xem. Có những người thì giới hạn thấp hơn, đây, ví dụ như 15 triệu nè. Giới hạn là chỉ 10 triệu là tối thiểu này, thì anh em tùy cái số lượng anh em muốn bán mà anh em chọn ha. Rồi thì đó là cái cách thứ nhất anh em bán SLP ra đô, sau đó là bán đô ra Việt Nam đồng. Cách thứ hai là anh em bán SLP ra Việt Nam đồng luôn, thì nó sẽ nhanh hơn. Thì cũng ở trên P2P ha. Thay vì anh em chọn USDT đây nè, thì anh em kéo cái này qua, kéo cái thanh này qua nè. Và anh em chọn lấy SLP ở đây. Rồi, và cũng tương tự như với việc bán USDT ha. Anh em cũng chọn thương nhân và chọn những người mà có cái tỷ lệ giao dịch thành công cao như là 99,76%. Và số lượng ở đây này, ví dụ như ở đây giới hạn bán tối thiểu là 500.000 Việt Nam đồng đó. Hay đây là bán tối thiểu là 250.000 Việt Nam đồng. Thì tùy cái số lượng SLP anh em muốn bán ha. Thì bây giờ mình sẽ thao tác một cái lệnh bán cho anh em xem ha. Thì anh em cũng lưu ý ha, trước đó anh em cũng cần phải chuyển SLP từ ví giao ngay qua ví funding ha. Thì anh em mới có thể bán được ở trên P2P.
Rồi vì mình chưa chuyển LP qua phía bên đây nè, để nhanh thì mình chuyển qua USD nè. Mình thao tác nhanh cho anh em thấy. Rồi mình muốn bán, mình sẽ chọn tất cả. Thì đây số lượng tối thiểu anh em cần phải bán cái người này á, là 83 đô ha. Nhưng mà giả sử là anh em đủ đi, anh em có 100 đô anh em bán, bấm nút bán. Thì cái bên mua á, họ sẽ tự động họ chuyển tiền cho anh em. Lúc mà anh em nhận được tiền vào tài khoản rồi á, thì anh em sẽ bấm cái nút là xác nhận, nó sẽ hiện thị ở trên màn hình của mình luôn nè. Bấm nút xác nhận thế là xong. Thì cách đó rất là đơn giản, anh em chỉ cần thực hiện một lần thôi, một hai lần là anh em sẽ quen thôi. Ok, video nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và nếu như anh em thấy cái video này có giá trị thì anh em có thể ủng hộ mình bằng cách là cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh ha, để mình làm những cái video hướng dẫn sau. Cảm ơn anh em và hẹn anh em ở những video sau.